nay đại lý có một sơn Rutulin Anh hướng dẫn quý vị cách bật nắp một thùng sơn. Cách bật nắp một thùng sơn dễ dàng nhất. Quý vị sẽ lật cái thùng sơn này lên có vị trí đâu. Vị trí giữa hai cái khe này. Mình sẽ ấn vào đây. Ấn vào đây. Ấn vào đây sẽ hở cái khe này. Mình giúp cái chỗ này. Quay gần gần đây gần đây có sao không cho gần màn hình ở đây cho gần căn chỗ ở đây xoay nghiêng này. Xoay vào có những cái thùng nó khó bật hơn thì sẽ yeah,